Trần Tiểu Vi và Quân Abi, thực hư tin đồn hẹn hò và sự thật về bức ảnh selfie. Thông tin Hoa hậu Tiểu Vi và Quân Abi đang hẹn hò với nhau đang trở thành chủ đề nhận được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Nguyên nhân xuất phát tin đồn bắt nguồn từ những bức ảnh chụp chung của cả hai. Không những thế, tại sự kiện trình diễn ở Đà Lạt với đông người tham gia, sự có mặt của Tiểu Vi càng khiến nhiều người đặt câu hỏi. Lẽ nào nàng hậu và giọng ca bông hoa đẹp nhất đang hẹn hò nhau? Dân tình đang vô cùng xôn xao trước tin đồn này. Tuy nhiên, sự thật về câu chuyện này là gì? Đại diện của Hoa hậu vừa tiết lộ câu chuyện đằng sau bức ảnh selfie giữa Hoa hậu Tiểu Vi và Quân Abi. Theo đó, hôm ngày 6 tháng 3 vừa qua, Quân Abi có buổi trình diễn tại một sự kiện ở Đà Lạt. Tiểu Vi cũng xuất hiện tại đây ở hàng ghế đầu. Không chỉ thưởng thức phần trình diễn của Quân Abi, Tiểu Vi còn bày tỏ mong muốn được chụp ảnh cùng nam ca sĩ. Với sự giúp đỡ từ ekip hai bên mà người đẹp gốc Đà Nẵng đã có cơ hội gặp mặt và selfie với giọng ca lời xin lỗi vụng về. Như vậy, có thể thấy bức ảnh selfie đó ra đời từ cuộc gặp gỡ giữa thần tượng và khán giả, chứ không hề có chuyện Quân Abi và Tiểu Vi hẹn hò. Dù là nàng hậu xinh đẹp nổi tiếng, nhưng tinh thần fan girl của Tiểu Vi cũng cháy bỏng chẳng kém bao người khác. Người ở hàng ghế đầu xem phần trình diễn lại còn được chụp ảnh thân thiết với Quân Abi. Trước đó, cặp đôi vô tình vướng tin đồn hẹn hò vì loạt động thái trên trang cá nhân của Tiểu Vi. Theo đó, Hoa hậu 20 tuổi chia sẻ hình ảnh chụp Quân Abi trong một buổi biểu diễn. Cô còn dành lời khen có cánh, hay quá. Tiếp đó, Tiểu Vi tiếp tục chia sẻ hình ảnh selfie khá thân thiết bên nam ca sĩ hơn 3 tuổi, cùng dòng trạng thái đính kèm. Nghi vấn hẹn hò này khiến những cú vò màng vô cùng thích thú, háo hức. Nhiều người không khỏi mong ngóng Quân Abi và Tiểu Vi là một cặp đôi mới của Vbiz. Một bộ phận khán giả cho rằng Quân Abi là một ca sĩ tài năng, điển trai thì việc hẹn hò với Tiểu Vi cũng là điều dễ hiểu. Một tài khoản bình luận, đẹp đôi mà, nếu hai bạn ấy thành một cặp thì cũng đúng thôi, phải chúc mừng cho họ chứ. Người xem khác chia sẻ, để thuyền hai bạn này thôi nào, đẹp đôi quá mà. Một cư dân mạng cho hay, vì là một cô gái xinh đẹp, Quân tài năng thì đến với nhau có gì là sai chứ. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng những bằng chứng này không đủ để khẳng định cặp sao này hẹn hò. Một số bình luận của cư dân mạng, nhìn cũng đẹp đôi đó chứ, cũng hợp đó nha, mong đây là một cặp. Thật không vậy ta? Có thế này sao nói là quen nhau được? Nhiều cư dân mạng ra sức đẩy thuyền vì độ đẹp đôi của Quân Abi và Tiểu Vi. Tuy nhiên, sự thật thì họ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Trong một lần chia sẻ, Tiểu Vi thừa nhận một bạn trai của cô giống với nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Lý giải về điều này, chân dài cho biết cô thích một người điển trai, tài giỏi, thông minh và bản lĩnh. Vi thích những người mang đến cho Vi được cảm giác an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh. Anh ta đến với Vi không phải vì danh hiệu hoa hậu hay vẻ bề ngoài mà thật lòng muốn che chở và bảo vệ Vi. Anh ta sẽ khiến Vi cảm thấy luôn tự tin và thoải mái khi hai người ở gần, kể cả lúc Vi để mặt mộc và không chỉnh chu nhất, cô chia sẻ. Tiểu Vi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018 và ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái hút hồn, Tiểu Vi ngay lập tức thu hút và nhận được nhiều sự thiện cảm của khán giả. Sắp tới đây, Tiểu Vi sẽ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và khán giả sẽ thực sự chờ đón vai diễn đầu tiên của cô. Quân Abi là một trong những nam ca sĩ không chỉ thu hút khán giả bởi giọng hát truyền cảm, những bản hit ngọt ngào mà còn bởi vẻ ngoài điển trai. Nhiều người còn không ngần ngại nhận Quân Abi là chồng vì khả năng đốn tim của nhiều thiếu nữ của anh.